Bên này là mì xin nè. Ồ, trứng chảy ra. Black ramen. Vừa mới dậy nè. 지금 몇 도야? 15 độ. À, bây giờ mặc ba lớp với cả quần thì hai lớp nhưng mà mình vẫn thấy lạnh. Bây giờ rồi. Bây giờ 11:30. Hả? Đây là 15 độ. Ở ngoài nó không khác gì với tủ lạnh. Mọi người có thấy khói đây không? Ồ. Nó khói nữa là trời ơi. À, ok bây giờ mình bắt đầu tôi ăn. Nhìn là có loại không ta? À, có. Có mà ta. Đây là bột nghệ. Hả? À, tố lạnh. Có tỏi bầm. Với lại cái này là giá. Đây là hành tây hôm bữa ăn phở nè. Trời ơi, không có gì để ăn luôn á. Giờ không có đồ ăn nên là mình sẽ order. Ủa? Sao quán nào cũng đang chuẩn bị ta? Nè, chị ơi, hông. Nè, good morning입니다. Hông, 근데 오늘 왜 배달 다 준비 중이죠? 아, 눈 때문에요. 미끄러워서. Bây giờ chỉ có một cách là tôi phải tự đi siêu thị cho cả ngày. Chứ bây giờ làm giao hàng cũng không được. Không có đồ ăn trong tủ lạnh. Vậy mình phải tự mua. Tay lạnh quá. Đi. Ê, bước ra ngoài là tuyết trên xe đầy. Đó, ở dưới rất là trơn á. Trơn lắm luôn á. Tôi thấy đường đi cũng rất nguy hiểm. Nè, trong cục đá không mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lạnh quá. Mua cái gì ta? Bên này là mì xin nè, xin ramen. Mình rất hay ăn, rất nổi tiếng luôn. Ăn nha. Này có hai loại, một loại cay và một loại không cay. Mình mua hai cái này. Vì này nó thịt lắm á. Cái này là loại mới nhất luôn. Mùi quá trời. Thiên Việt không? Trời có 10.000 à. Oh my god. Oh, đấy là công viên nè. Wow, công viên tuyết không à. À, về rồi. À, đúng lạnh trơn luôn. Wow, lạnh quá. Nhưng mà có một điều dễ thương đó là mọi người đi bộ như chim cắn cụt penguin. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bữa đầu tiên của mình. Đúng thèm mì luôn. Bước đầu tiên là mình sẽ rửa rau trước. Tips của Uzi và nhiều người Hàn khi nấu mì đó là chỉ cần nấu đúng theo hướng dẫn trên bao bì là được. Theo đúng hướng dẫn trên bao bì thì Uzi sẽ đun khoảng nước 550ml, đó là tầm 3 ly nước. Đây là tầm 550ml. Mì xì ramen. Mì này mình hay rất ăn nè, rất là phổ biến ở Hàn Quốc. Sau đó đợi nước sôi. Nên là lúc mở ra thì nó đỏ. Mình làm vậy nè. Đó, sau đó mình bỏ vô nha. Ok. Thả mì vào. Nó tròn nên là nó đúng với cái nồi luôn. Nấu mì trên 4 phút 30 giây.
Đặc biệt là phải nấu trên bếp thì mới ngon. Rau. Chứ không bỏ mì vào tô rồi ướp như mì Việt Nam nha. Nấu trên bếp thì giúp mì chín tới hơn. Có người thì thích chín vừa vừa, có người thì rất là chín. Uchi thì đã nấu mì này rất là nhiều lần rồi nên là có thể không cần đồng hồ vẫn canh chuẩn xác 4 phút 30 giây là mì chín. Ô, không quá. Các bạn có biết là người hàng hai bỏ vào topping á, hành baro, xong rồi hành baro xanh lá. Đó. Xong cuối cùng là cái gì? Là trứng một cái là xong rồi. Các bạn là phải rửa trứng trước khi mà đập nha. Cho vệ sinh. Với cả khi nấu mì á, nếu mình nhúng trứng rồi á thì mình không nên nhúng tỏi. Thì hai thành phần nó không có hợp nhau. Trời ơi, nhìn ngon chưa? Trời thơm quá ta. Sao hôm nay tự nhiên thơm hơn ta? Hôm nay là đình mệnh ngày ăn mì. Ok, chúng ta vào ăn thôi. Ta-chan. Wow. Chuẩn chưa? Nhìn ngon quá các bạn ơi, ăn liền nha. Wow. Kim chi cũng rất là đầy các bạn ơi. Ôi, cái sợi mì nó dai kìa. Để mình ăn thử nó có dai thiệt không. Dai thiệt. Sốc nó đậm đà sẵn rồi, nhưng mà thêm trứng nữa là ngon hơn. Trời, thời tiết này ăn mì đúng đã luôn á. Kim chi cũng rẻ, hành baro cũng rẻ. Hành baro thì ở Việt Nam bán mắc hơn. À, đã luôn. Ồ, súp đậm đà hơn. Cũng có cay một chút chút. Củ cải. Đúng hộp luôn á. Mì này có thể mua ở trong siêu thị và cửa hàng cả ở Việt Nam và cả Hàn Quốc luôn. Đó. À, đã quá. Đây là bữa đầu tiên của mình đây. Trời ơi, này có cơm là đã rồi. Đúng là ở đây có hành baro rồi, kim chi. Thấy đúng là bỏ hành baro vào đây thì cái nước súp nó chất lượng hơn. Brunch ngày hôm nay cũng rất đơn giản. Ăn xong chạy mồ hôi, xả luôn. Ăn một mì gói mà đủ nô rồi đó. Nhung nhiêm thôi. Thường thường Uchi thì 10 phút sau mới đánh răng á. Chắc khi đánh răng thì mình ăn canh. Nhưng mà không biết sao mà quýt ở Hàn Quốc là không có hạt. Ở Việt Nam thì có nhiều hơn, nhưng mà ở đây thì không có. Nó ngọt và chua. Không nên so sánh lẫn nhau mà cùng chia sẻ sự tích cực. Hay á. Phải hít nước mỗi ngày. Đối với tôi thì 10 cái là đủ rồi. Đói bụng quá. Mỗi ngày chúng ta cần thiền định ít nhất là 15 phút. Hít thở. Bây giờ rồi. Ngủ 2 tiếng hả? Lại đói bụng. Ok. Một khi mình mua trứng thì mình phải ăn mì đen này. Với cả một điều bất ngờ nữa là có một cái nữa. Oh, sôi. Nước sôi đây, mọi người ơi, nước sôi. Bước đầu tiên, cái này là sôi là bỏ vô liền. Sôi. Không khí. Ok. Mì đã xong, thì mình mở nắp ra. Trên là số 9 nè. Mình phải chọn lúc nó nóng, chứ không là nó không có chọn đều được. Còn cái này á, là dầu ô liu. Dùng một cái bây giờ nha. Nấu trứng. Chảo nóng rồi đó. Để làm trứng, cũng sẽ có cái kia riêng. Phải rửa trứng nha. Không cần dầu ăn đâu mọi người ơi. Đó. Úp xuống. Đó. Tắt. Đó. Đã quá ha. Vậy cái ăn cơm. Chào mừng Kismida. Ồ, trứng chảy ra. Thấy không? Thấy trứng chảy ra không? Wow.
Mì đen này là thích ăn từ nhỏ. Mà hồi đó kiểu cũng không có nhiều tiền nên là cũng không có mua trứng. Tuyệt vời. Kim chi thì có nhưng mà ăn ít thôi. Yeah, vẫn còn nhiều. Các bạn thấy kim chi có tươi không ạ? Trong này có củ cải vân vân. Cái này nấu thêm hai trứng nữa là tuyệt vời rồi. Nhưng mà không có trứng thì cũng ngon. Đó, còn như đây nè. Bây giờ là 10 giờ tối rồi các bạn ơi. Tối, tối Black. Mì xin Black. Đông xin mì gì cũng tròn ghê á. Hai số này vào chung. Mình chỉ dùng nửa bịch thôi. Thành baro. Tự nhiên trong đây có ra giá nè. Chứ ôi nhìn phong phú không nhỉ. Thăm xíu nữa. Lo Black ramen. Mì này là mì mắc nhất trong ba loại mì mà mình mua. À, đây là trứng nè. Lại mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn mì chứ. Nói chung là thời tiết lạnh là ăn lúc nào cũng được. Còn buổi tối thì mùa nào cũng ăn được. Đây không phải là mì. Đây là nấu từ nhà hàng gì đó. Xuất sắc. À, giờ này ăn mì là ai cũng kiên trì hết đó. Oh yes. Xúc xác. 10 điểm. Vậy cũng đã kết thúc một ngày của Uchi rồi. Hôm nay mình tự nấu 3 bữa liên tục. Mình không order bất cứ món nào từ ở ngoài hết. Đây là tủ lạnh thứ hai. Tuyết rơi liên tục và lạnh liên tục. Và cái nhiệt độ lúc nào cũng là dưới âm độ. Rất là khổ. Mùa nào cũng có khổ riêng và sướng cái riêng. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ xem clip tiếp theo Uchi sẽ ăn gì và sẽ làm gì nha mọi người.